Kính thưa quý vị, một nhóm người Indonesia tố cáo Úc bảo vệ những kẻ buôn lậu ma túy đến từ Jakarta, Indonesia. Một nhóm sinh viên Indonesia đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Úc vào thứ Tư, tố cáo những nỗ lực của Thủ tướng Tony Abbott nhằm để trì hoãn hoặc hủy bỏ án tử hình hai người Úc bị kết án buôn lậu ma túy. Hai người Úc, Murarun Sukumaran và Andrew Yan, đã bị kết án tử hình vào năm 2006 vì tội âm mưu mang heroin ra khỏi Indonesia. Theo dự kiến, hai người này sẽ sớm được đưa đến một nhà tù an ninh tối đa tại đảo Nusa Kambangan ở miền trung Java trước khi bị tử hình. Hàng chục người biểu tình hôm thứ Tư đã hô các khẩu hiệu và mang áp phích chỉ trích những nỗ lực của Abbott nhằm giúp hai người này. Họ cũng kêu gọi chính phủ Indonesia thi hành án tử hình. Tổng trưởng lý Indonesia hôm thứ Tư cho biết án tử hình sẽ không bị trì hoãn hoặc hủy bỏ vì áp lực ngoại giao, nhưng ông đã từ chối xác định ngày xử bắn. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc hành quyết sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. Quyết định của Tổng thống Indonesia Joko Widodo từ chối khoan hồng cho 11 tử tù, trong đó bao gồm các công dân Úc, đã làm gia tăng căng thẳng ngoại giao trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi khoan hồng. Ông Widodo đã nhiều lần tuyên bố rằng quốc gia Đông Nam Á này sẽ luôn cương quyết khi đối mặt với những nỗ lực ngoại giao nhằm cứu những tử tù, nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp của đất nước do nạn buôn lậu ma túy gây ra. Tuần trước, ông Abbott cho biết Úc sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu các cuộc hành quyết được tiến hành sau khi Australia đã hỗ trợ 784 triệu Mỹ Kim sau thảm họa làm chết hàng trăm người dân ở tỉnh Aceh của Indonesia, làm gia tăng thêm căng thẳng ngoại giao. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cũng đã nói rằng Úc sẽ xem xét việc triệu hồi đại sứ ở Indonesia để phán quyết đối với hành quyết được thực hiện. Indonesia có những hình phạt khắc nghiệt đối với tội buôn bán ma túy và đã được thực hiện hành quyết trở lại vào năm 2013 sau khi ngừng 5 năm. Trong số 6 người bị hành quyết vào tháng trước, có 5 người nước ngoài. Đó là các vụ hành quyết đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joko Widodo nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Người Úc cuối cùng bị hành quyết bởi một chính phủ nước ngoài là Nguyễn Tường Vân, bởi Singapore vào năm 2005, cũng vì tội buôn lậu heroin. Sự kiện này có ít ảnh hưởng đến quan hệ song phương, nhưng vụ hành quyết hai người Úc vì tội phạm ma túy tại Mã Lai vào năm 1986 đã làm suy giảm mạnh mối quan hệ giữa hai nước.